Trước đà phát triển của cuộc sống hiện đại, cùng với xu hướng già hóa dân số ở Việt Nam, tình trạng đau nhức xương khớp không còn là nỗi lo riêng của người lớn tuổi. Thực tế, các bệnh lý xương khớp đang dần gia tăng rất nhanh, đặc biệt là bệnh lý thoái hóa khớp. Nhằm khắc phục và phòng ngừa các bệnh liên quan tới thoái hóa khớp, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Vifa đã trực tiếp nhập khẩu và phân phối thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vifa Flex. Vifa Flex được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép, được Cục Quản lý Thuốc và Thực phẩm Mỹ FDA cho phép lưu hành tự do tại thị trường Mỹ. Các thành phần có trong sản phẩm đều được kiểm định chất lượng rõ ràng. Và sau đây là những chia sẻ của chuyên gia về Vifa Flex. Cái sản phẩm Vifa Flex nó là những sản phẩm mà có những hoạt chất từ thiên nhiên. Thứ nhất là nó có một cái hoạt chất là peptang. Thì cái peptang này nó là những cái axit amin được thủy phân lấy từ thiên nhiên. Với cái hoạt chất này thì nó có tác dụng tái tạo hay là bồi dưỡng hay là nuôi dưỡng sụn khớp và cái xương dưới sụn, cái vỏ liễu trắng, nghệ hay là bromelain. Nó có tác dụng kháng viêm, giảm sưng của cái khớp viêm, glucosamine, chondroitin hay là collagen. Thì đây đều là những cái hoạt chất mà nằm trong cái cấu tạo của sụn khớp, thì nó sẽ giúp cho hỗ trợ cho vấn đề tái tạo cũng như là nuôi dưỡng cái sụn khớp. Sản phẩm với công nghệ Mỹ được sản xuất trong nhà máy đạt chuẩn GMP FDA của Mỹ. Sản phẩm dành cho người trên 18 tuổi để phòng ngừa và hỗ trợ điều trị cho người bị thoái hóa khớp, đau khớp, viêm khớp, khớp khó vận động, tình trạng khô khớp, người vận động nhiều, người lao động nặng. Vifa Flex giúp tái tạo sụn khớp và xương dưới sụn, hỗ trợ giảm đau xương khớp cấp tính và mãn tính, giúp tăng độ bền, khả năng vận động và sự linh hoạt của khớp xương.